Tây Du Ký. Nguyên tác Ngô Thừa Ân, biên kịch Đới Anh Lộc, Châu Ức Thanh, Dương Khiết, đạo diễn Dương Khiết, quay phim chính Vương Sùng Thu, âm nhạc Vương Văn Hoa, chủ nhiệm phim Tằng Tâm Ảnh, đoạn Tiểu Thường. Các diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Thôi Cảnh Phú, Lưu Đại Cương. Tập phim Xem Hội Đèn ở Kim Bình Phủ. Trưởng lão, đây chính là cầu Kim Đăng. Cảnh đẹp thật tuyệt vời. Là mùi gì mà thơm như vậy? Đó chính là mùi dầu thơm đấy. Là mùi dầu gì vậy? Đèn đó được đốt bằng dầu bơ. Trưởng lão, ngài có nhìn thấy ba cái thùng lớn trên cây cầu kia không? Nó được dùng để đựng gì? Đều đựng dầu bơ cả. Trưởng lão, chúng ta vào bên trong kia xem đi. Trưởng lão, kia chính là những chiếc thùng đựng dầu bơ. Nhiều dầu như vậy, khi nào dùng mới hết? Dầu đó không chỉ dùng để thắp đèn, mà còn để kính dâng lên Phật Gia Đại Vương. Phật Gia Đại Vương? Mọi người đều gọi như vậy. Mỗi lần ba vị Phật gia đi ngang qua, lúc đó đèn trên cầu sẽ tự tắt hết. Dầu đựng trong thùng sẽ bị khô cạn. Ngộ Không, con mau đi tìm Bát Giới và Ngộ Tĩnh tới đây. Vâng. Trưởng lão, quay về thôi. Phật gia đến rồi. Về thôi. Tôi là người bái Phật mà. Nếu có Phật ra đến thì phải ở lại để yết kiến. Làm gì có chuyện không bái được. Trưởng lão. Bát Giới. Đại sư huynh. Bát Giới, Sa sư đệ. Sư phụ gọi các đệ đấy. Bần tăng Đường Huyền Trang xin bái kiến Phật gia. Sư phụ. Sư phụ. Quả là một hòa thượng trắng trẻo mập mạp. Bần tăng xin chào. Ngươi là hòa thượng từ đâu tới mà dám đến Kim Bình Kiều đột nhập vùng đất của lão gia ta?
Bần Tăng là hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường, đang trên đường sang Tây Thiên lấy kinh. Hôm nay đi ngang qua Kim Bình Phủ, thấy Đại Vương hiển diện Phật tượng. Bần Tăng vốn là người phàm trần, nhìn thấy Phật thì vái, không ngờ đã động chạm đến thiên lộ của Đại Vương. Xin Đại Vương tha tội. Thức ăn đã dâng tới miệng, đúng là hiếm có đấy. Bay đâu? Dạ, lột hết quần áo của tên hòa thượng kia, sau đó đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ cho ta. Hãy chặt hắn ta ra từng mảnh, đợi đến sáng mai chúng ta sẽ dùng dầu thơm để nướng thịt hắn. Cái tên Mao thần này chỉ mải lo làm việc, không lo tới đến gặp lão tôn đây, lại còn mang theo ba con dê đi làm gì? Muốn ăn đòn hả? Đại thánh đừng thế, tôi dẫn theo ba con dê đây là có nghĩa tam dương khai thái đấy. Cái gì mà tam dương khai thái? Sư phụ ta đã bị yêu quái bắt đi rồi, ngươi có biết không? Sư phụ ngài vốn hiền lành lương thiện, tới Kim Bình Phủ dạo chơi, lạc cực sinh bi, cho nên đã bị ba con yêu vương bắt đi. Thôi đừng nói nữa, giờ ba con yêu quái đó đang ở đâu? Đại thánh, ở gần đây có một ngọn núi tên là Thanh Long Sơn. Trong ngọn núi đó có một cái động tên là Huyền Anh Động. Trong động có ba tên đại vương. Nói mau, yêu động đó ở đâu? Trời ơi, tại sao lại thế này? Phật gia mà người người cung phụng, thờ lạy, lại chính là yêu quái. Như vậy sao có thể được? Lại đây chúng bay. Đại nhân chúng ta nói, lát nữa tắm rửa sạch sẽ cho ngươi, sau đó dùng dầu nấu chín ngươi. Bay đâu? Lột hết quần áo của hắn ra, tháo dây chó này ra. Yêu quái, mau ra đây. Mau trả sư phụ cho ta. Ngươi là ai? Ngươi chính là Tiểu Ngưu Tinh. Còn ngươi là tên khốn nào? Ta chính là Tôn Gia Gia của ngươi. Hãy mau bảo tên ma đầu ngoan ngoãn trả lại sư phụ cho ta. Nhanh lên, nếu còn chậm trễ, ta sẽ đánh tan nát cái động này ra đấy. Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ đi bẩm báo với đại vương. Đại vương, ở bên ngoài có một tên hòa thượng mọc lông, hắn đang đòi đánh sập cái động này. Lui ra đi, lui ra. Chuyện này là thế nào? Hắn nói nếu đại vương không thả sư phụ của hắn ra, hắn nói sẽ làm sập cái động này của chúng ta đấy. Sư phụ à? Sư phụ nào? Có chuyện rồi. Tên hòa thượng mà chúng ta bắt được chính là hắn đấy. Chúng ta còn chưa biết rõ lai lịch của hắn. Hắn nói từ đường triều tới đây. Hắn có phải là tên hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lấy kinh không? Nếu đúng là hắn thì rắc rối to rồi. Vậy tính sao đây? Hắn có một đồ đệ là Tôn Ngộ Không, chính là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa đại náo thiên cung. Có gì mà phiền phức chứ? Chúng ta bắt luôn cả hắn được mà. Theo ta thì chúng ta giải tên hòa thượng đó lên đây hỏi chuyện cho rõ ràng. Ý đại ca thế nào?
Tam đệ nói có lý. Bay đâu? Mặc quần áo cho tên hòa thượng đó, sau đó lập tức giải lên đây. Yêu quái, mau ra đây. Hòa thượng, ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới? Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường. Đừng nói láo, ngươi chỉ là một tên hòa thượng người trần mắt thịt, sao có thể lặn lội đường xá xa xôi như thế để tới tận đây được? Bần tăng trên đường đi đã thu nạp được ba đệ tử. Đó là ba người nào? Đại đồ đệ là Tôn Ngộ Không, biệt hiệu là Tề Thiên Đại Thánh. Đúng là hắn rồi. Nhị đồ đệ là Chư Bát Giới, nguyên là Thiên Bồng Nguyên Soái xuống hạ giới. Tam đồ đệ là Sa Tăng, nguyên là Quyển Liêm Đại Tướng. Sau hắn còn có hai tên nữa. Bẩm báo, tên hòa thượng mặt lông đó đã đánh vào đây rồi. Vậy giờ phải làm sao? Đừng sợ, chúng ta hãy ra xem hắn thế nào. Đúng thế. Bay đâu? Dạ, vài đứa ở lại trông chừng đường tăng, còn tất cả theo ta ra ngoài. Đi nào, đi. Chúng ra rồi, đúng là một lũ ngu tình, dám xưng là đại vương ư? Nghe danh là Tề Thiên Đại Thánh, hóa ra chỉ là một con khỉ gầy gò ốm yếu. Nói ta là gầy gò ốm yếu ư? Để xem lát nữa có chê ta gầy gò ốm yếu không. Những con yêu tinh khốn kiếp này, mau trả sư phụ cho ta, nếu không ta sẽ san bằng sơn động này. Con khỉ kia, hãy nghe đây, sư phụ của ngươi đã được chúng ta cho tắm rửa sạch sẽ rồi, lát nữa chúng ta sẽ dùng dầu thơm để nấu thịt hắn. Lũ yêu quái khốn kiếp, hãy xem đây. Xông lên.
Mời hai vị sư phụ dùng cơm chay. Sa sư đệ, cơm tới rồi, chúng ta ăn thôi. Không biết sư phụ đi đâu, cả đại sư huynh cũng mất tích, sao có thể nuốt nổi. Đệ không ăn thì ta ăn. Bát giới, đại sư huynh đã về rồi à? Thế sư phụ đâu? Còn hỏi sư phụ ư? Tại hai người trông sư phụ không cẩn thận, ta mãi đi tìm hai người nên sư phụ đã bị yêu quái bắt đi mất rồi. Đại sư huynh, đệ làm sao biết được? Đang trong hội Tết Nguyên Tiêu, sao lại xuất hiện yêu quái? Còn lắm mồm, cẩn thận ta đánh cho gãy chân người đấy. Đại sư huynh, nhị sư huynh, mau xin lỗi đại sư huynh đi. Hầu ca, huynh ăn chút gì đi, sau đó ba chúng ta cùng nhau đi cứu sư phụ. Ăn ăn, người lúc nào cũng chỉ biết có ăn. Đại sư huynh đừng tức giận mà. Tại hai đệ đã sai sót, không canh chừng sư phụ cẩn thận. Huynh đừng giận nữa nhé. Các đệ nói thế mà nghe được à? Sư phụ đi đâu cũng gặp khó khăn, các ngươi thừa biết điều đó. Biết thế thì cần phải đề phòng chứ. Thì sư huynh đã rất cẩn thận đấy thôi, thế mà sư phụ vẫn bị yêu quái bắt đi. Cái gì? Nhị huynh, huynh bớt nói đi được không? Tại huynh ham chơi mà. Lại còn trách ta à? Chính người cũng đi chơi. Là huynh rủ dê đệ đấy chứ. Thôi im đi. Im đi. Hai người hãy đi đi. Bực mình quá. Đại sư huynh, có phải lúc nãy huynh đi bắt yêu quái không? Nếu không đi bắt yêu quái thì ta đi chơi chắc. Đại sư huynh, đừng giận nữa. Chúng đệ đã phạm phải lỗi lầm lớn. Huynh hãy cho chúng đệ một cơ hội đi. Chúng đệ sẽ lấy công chuộc tội. Ba chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt yêu quái để cứu sư phụ. Có được không? Hầu ca, hãy cho đệ một cơ hội để lấy công chuộc tội đi. Đại sư huynh có biết sư phụ đang ở đâu không? Sư phụ đang ở trong động Huyền Anh núi Thanh Sơn. Huyền Anh động à? Đó là nơi nào? Chúng là một bọn tiểu ngu tinh đã bắt sư phụ nhốt vào trong động, dẫn đầu là ba con yêu quái tê giác. Nghĩa là huynh đã từng giao đấu với bọn chúng. Đã đấu rồi, ta đã có một trận đại chiến với chúng. Ba tên yêu quái đó đánh với một mình lão tôn ta, coi như hòa. Nhưng mấy cái tên tiểu ngu tinh đó la lối om sòm, làm cho ta mất tập trung. Thế là ta đành phải rút. Đại sư huynh, hai chúng ta sẽ cùng huynh đi đánh yêu quái. Chúng đệ sẽ làm trợ thủ cho huynh. Huynh thấy thế nào? Không được, không được. Cái đám tiểu ngu tinh đó la hét om sòm lắm, khiến người khác nghe thấy mà bực cả mình. Chúng ta phải nghĩ cách đối phó với chúng. Đúng, phải nghĩ ra cách mới được. Đúng thế, phải nghĩ ra cách. Mà có cách rồi. Nói đi. Nhưng bị huynh làm cho hoảng sợ quá nên quên hết rồi. Thật đúng là. Có cách rồi, chúng ta hãy bịt lỗ tai lại được không? Đúng, đó cũng là một cách hay. Nào, lại đây, đưa tai đây. Sa sư đệ, sa sư đệ, đệ không nghe thấy nữa đâu. Không cần đâu, hai cái tai của đệ to thế này, chỉ cần cụp xuống là chẳng nghe thấy gì cả. Đi nào. Hầu ca, này sa sư đệ, đại ca vẫn còn giận ta. Này, ngươi đừng giả vờ nữa. Huynh nói cái gì cơ? Hầu ca, hầu ca đứng lại.
Hầu ca. Huynh sắp biến thành điếc thật rồi. Động yêu quái đó ở đâu vậy? Thì ta đang tìm đây. Nhị sư huynh, sao không che lỗ tai lại? Đến lúc nào đánh nhau với yêu quái che tai lại vẫn còn kịp mà. Bát giới Sa Tăng lại đây, nhanh lên. Nhìn kìa, Thanh Long Sơn Huyền Anh Động. Thế cửa động ở đâu? Lần trước mãi đi cứu sư phụ nên ta cũng chẳng để ý cửa động ở đâu nữa. Cửa động ở đâu nhỉ? Đại sư huynh, hình như là chỗ này. Bát giới, cửa động đây. Hầu ca, đệ xông vào cho, đừng có vội. Các người cứ ở đây chờ ta, để ta đi xem sư phụ thế nào đã. Đừng có bỏ đi nhé, cứ đứng ở đây nhé. Sư phụ, Ngộ Không. Sư phụ, Ngộ Không, con đang ở đâu? Con đang ở trước mặt sư phụ đây. Ngộ Không, con đấy hả? Là con đây. Ngộ Không, con mau cứu ta đi. Sư phụ, Ngộ Không, sư phụ đừng lo. Đi nào. Ai thế? Đường Tăng bỏ chạy rồi, mau đuổi theo, đuổi theo. Cái gì? Đường Tăng bỏ chạy rồi sao? Mau đuổi theo. Sư phụ, cứ ở đây chờ con nhé. Ngộ Không, hãy cứu ta. Sư phụ, ngươi chạy đâu? Ngộ Không. Bát giới, là ta đây. Đại huynh, thế sư phụ đâu? Ta đã suýt cứu được sư phụ, nhưng yêu quái lại thức dậy. Tên Ngộ Không đó đúng là giỏi, suýt nữa đã đưa được Đường Tăng chạy thoát. Mau bảo bọn trẻ đừng có ngủ nữa. Bay đầu, hãy trông chừng cẩn thận, đừng có ngủ nữa. Bẩm báo, thưa đại vương, có một tên tai to mặt lớn đánh vào cửa động.
Xem ra chúng ta nuốt không trôi cái tên Đường Tăng này rồi. Mấy tên đồ đệ của hắn chưa đánh bại thì còn chuyện. Giờ phải làm sao đây? Đi đấu đến cùng với chúng, nhanh lên. Đại sư huynh. Bát giới. Bát giới. Sư phụ, sao con lại biến thành như vậy? Sư phụ, suýt nữa con đã bị yêu quái thiêu chín đấy. Ngộ Tĩnh, sao con cũng bị bắt tới đây? Sư phụ, đám yêu quái đó biết sử dụng pháp thuật. Chúng đánh thì không lại với chúng con. Sau đó một con phóng lửa, một con hun khói. Bởi chúng con không đề phòng nên đã mắc bẫy bọn chúng. Khổ cho các con quá. Bát giới, thế Ngộ Không đâu? Đại sư huynh còn đang đánh nhau với ba tên yêu quái đó. Đại sư huynh đã bị đóng băng trong tuyết rồi. Không biết lần này sẽ sao đây.
A Di Đà Phật, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho đại đồ đệ của con được chiến thắng trở về. Đại Thánh, người đi đâu thế? Lão Quan, ta tới đây tìm Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngài lên trời có việc gì? Lão Tôn đang có việc gấp, người đừng có cản ta. Đại Thánh, có việc gì hãy nói cho ta nghe. Biết đâu ta có thể chỉ đường đi nước bước cho Đại Thánh. Cũng được. Thầy trò chúng ta tới Kim Bình Phủ ở nước Thiên Trúc. Bỗng nhiên sư phụ ta bị một cơn gió lạ cuốn đi. Thế ngài có biết động phủ của chúng là gì không? Đó là động Huyền Anh núi Thanh Long. Đại Thánh, chắc ngài đã giao đấu với con yêu quái đó rồi phải không? Rồi, mấy con yêu quái đó phun ra một thứ mùi hôi kinh khủng, vừa nóng vừa lạnh, sau đó còn bị bụi bay mờ mắt nữa chứ. Đại Thánh, lần này ngài bị thiệt thòi rồi. Suýt nữa ta đã bị chúng làm cho đông lạnh rồi. Vì thế ta đã cố tình lên trời để hỏi xem bọn chúng là bọn nào. Được rồi, ngài biết thì tốt. Để ta đưa ngài đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Xin đa tạ. Người có biết những con yêu quái đang tác nghiệp đó tên là gì không? Tôi biết đó là ba tên ngu tinh. Tên là gì nhỉ? À, Bích Trần Đại Vương, Bích Thử Đại Vương. Còn một tên là Bích Hàn Đại Vương. Dưới chúng có một lũ ngu tinh. Các vị khanh gia, trong các khanh, ai có thể đi giáng phục những con yêu quái này? Khởi bẩm bệ hạ, ba tên yêu quái đó là tê giác đã tu luyện lâu năm thành tinh. Chúng có thể cưỡi mây phun khói, không giống như những con yêu tinh vọng nguyệt bình thường. Thế theo khanh, phải phái ai đi mới có thể thu phục được bọn chúng? Khởi bẩm bệ hạ, theo ngu kiến của lão thần, chỉ có thể phái tứ mộc tinh quân trong 28 vị thần mới có thể giáng phục được ba con yêu vương đó. Khanh muốn nói là phải phái tứ tinh vương đi. Nếu không phái tứ tinh này đi, e rằng nhất thời khó giáng phục được chúng. Truyền chỉ, phái tứ mộc tinh đi trước giáng yêu. Tuân chỉ. Xin đa tạ đa tạ. Sao lúc nãy ông không nói sớm, để lão Tôn đi tìm tứ mộc tinh quân luôn? Cần gì phải đến gặp Ngọc Hoàng Đại Đế? Cái con khỉ này, không phải lúc nãy ta đã có lời như thế sao? Nhưng ngươi cứ nhất quyết đòi đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, sao bây giờ lại quay lại trách ta? Đúng là con khỉ đáng ghét. Mau ra tay, khoan đã, để xem con khỉ đó còn dở những trò gì nữa. Mọi người, mau giúp một tay đi. Báo!
bẩm báo. Khởi bẩm công chúa, ngoài kia có ba con yêu quái muốn xin gặp Long Vương. Nói với chúng, phụ hoàng ta không có nhà. Công chúa hãy cứu chúng tôi, xin hãy cứu mạng. Sao các ngươi lại xông vào Long Cung của ta? Công chúa xin hãy cứu mạng. Các ngươi là ai? Chúng tôi là sơn thần của núi Thanh Long. Hiện có một tên hòa thượng mặt đầy lông đang truy sát chúng tôi. Xin công chúa hãy cứu chúng tôi. Đúng thế, chúng tôi đang bị trọng thương. Xin công chúa cho chúng tôi ẩn náu ở đây một thời gian. Chúng tôi cầu xin công chúa. Bẩm báo, bên ngoài có một quái vật mặt lông xin cầu kiến. Công chúa chính là hắn đấy. Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Được rồi, hãy lui vào cung của ta đi. Tạ ơn công chúa. Công chúa, mau giao yêu quái ra đây. Ngươi là ai? Sao lại lỗ mãng như vậy? Không nhận ra ta à? Nhưng cha cô thì biết ta đấy. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, năm xưa đã từng đại náo thiên cung. Cô không biết sao? Ta đang cùng hai đồ đệ bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Ngươi đi lấy kinh là việc của ngươi, liên quan gì tới ta? Lão Tôn đang đuổi bắt yêu quái ở núi Thanh Long, nhưng đuổi đến chỗ này thì không thấy yêu quái đâu nữa. Chắc chắn chúng đang trốn ở đây rồi. Ta chẳng nhìn thấy con yêu quái nào cả. Này, nếu công chúa mà không giao nộp yêu quái ra đây thì sẽ bị tội che giấu đấy. Gì cơ? Người nói ta che giấu yêu quái à? Được, thế thì lão Tôn sẽ lục soát nơi đây để xem có yêu quái không nào. Người dám vô lễ à? Mau cút đi. Cô, người dám làm gì? Công chúa, chớ nên tức giận. Nếu yêu quái không có ở đây thì ta sẽ đi. Chẳng ra làm sao cả. Công chúa, có câu này lão Tôn muốn khuyên cô, đừng dễ tin những ngôn từ xảo quyệt. Nếu để mắc mưu rồi có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Lão Tôn đi đây. Mau thả ta ra. Ta không chịu được nữa rồi. Các người đến rồi đấy à? Đường trưởng lão, mau cởi trói cho ta. Ta không chịu nổi nữa rồi. Đa tạ hai vị thần tiên đã cứu giúp. Mau cởi trói cho ta đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Làm phiền hai vị đại tiên quá. Xin hỏi hiện giờ Ngộ Không đang ở đâu? Ngộ Không giao đấu với bọn yêu quái và hiện đang đuổi theo chúng, còn chúng tôi tới đây để cứu các người. Đa tạ nhị vị thần tiên. Sư phụ đừng có lệnh, họ chỉ phụng mệnh đến đây thôi, lệnh họ làm gì chứ? Bát Giới, sao con lại nói như vậy? Sư phụ, họ đều là viện binh mà Hầu Ca mời đến. Thiên Bồng Nguyên Soái nói rất đúng. Chúng tôi là do Ngọc Đế phái đến để cứu sư đệ của các người. Đa tạ thần tiên. Làm phiền các vị tinh quân quá. Thôi, mau lên, đi nào. Đa tạ công chúa đã cứu giúp. Xin đa tạ. Truy binh đã bỏ đi rồi. Các người an tâm rồi chứ? Công chúa hiếu khách như vậy, hay là chúng tôi ở lại trong cung, trốn thêm một thời gian nữa nhé? Cha ta đang ở thiên cung, gặp mặt Ngọc Đế hiện vẫn chưa về. Các người ở lại trong cung sẽ không tiện. Xin mời về cho. Long Vương hiện đang không ở trong cung à? Như vậy chẳng phải là rất tốt đó sao, công chúa? Ngươi... Ta làm sao? Ta rất được mà. Hơn nữa, ta đâu có bị thương. Ta vẫn còn đầy đủ toàn vẹn mà. Những điều các ngươi nói lúc nãy, những điều lúc nãy chúng tôi nói đều là thật đấy. Chúng tôi đến đây tìm công chúa là để cầu cứu, đúng thế. Nhưng giờ hắn đã bỏ đi rồi, các ngươi cũng nên rời khỏi cung của ta. Xin mời. Chúng tôi đã tới đây đâu có lý lại ra đi chứ. Đúng thế, làm gì có chuyện bỏ đi được. Các người dám vô lễ như vậy sao? Đó chính là duyên phận giữa ta và công chúa đấy.
Mấy con yêu tinh kia, mau trả sư phụ ta ra đây. Đại thánh sư phụ của người đang bị trói trong động của chúng ta đấy. Mấy tên yêu tinh đáng chết kia, để xem các ngươi còn dám ăn thịt sư phụ ta nữa hay không. Tiểu nhân biết tội, xin đại thánh tha mạng, xin hãy tha mạng. Yêu tinh đáng ghét, ta giết các ngươi. Thuộc hạ hãy nương tay. Công chúa, xin hãy tha cho bọn chúng. Mấy tên yêu tinh này giữ lại làm gì? Giết quách bọn chúng đi cho xong. Đại thánh, bọn chúng đã phạm quy tắc của thiên đình. Chúng tôi cần phải dẫn chúng về để cho Ngọc Đế xét xử. Được, vậy thì để lão tôn ta đi tìm sư phụ. Sa sư đệ, chúng ta đốt cái động này đi. Coi như chặt đứt rễ của bọn chúng. Đúng đấy. Các vị thần tăng, các người bảo vệ ngự đệ đi lấy chân kinh. Trong chuyến đi gian nan khôn cùng, vạn tử nhất sinh, thật không dễ dàng gì. Xin hãy nhận của quả nhân một lạy. Bệ hạ chớ nên đa lễ. Bệ hạ, chúng tôi không dám nhận đâu. Chỉ cần bệ hạ biết chúng tôi cực khổ như vậy là tốt rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Bát giới, bệ hạ, họ đã được Quan Âm cảm hóa, bảo vệ đường tăng đi thỉnh kinh. Đó cũng là bổn phận phải làm. Ngự đệ, ta đã làm khổ ngự đệ nhiều. Bệ hạ, tuy bần tăng đã gặp quá nhiều gian nan nguy hiểm trên đường đi, nhưng nhờ hồng phúc của bệ hạ, cuối cùng đã hoàn thành đại nghiệp thỉnh kinh, kể cũng không uổng sống kiếp này. Công của ngự đệ to lớn vô cùng, quả nhân sẽ truyền chỉ chép lại nhiều bản, còn nguyên bản cho cất giữ cẩn thận. Quả nhân hôm nay ban bố chiếu chỉ đại xá thiên hạ. Nếu là phạm nhân đang bị giam trong ngục, tội nhẹ thì hãy tha cho ra, tội nặng thì cho phép về thăm người thân. Ba nghìn cung nữ trong hậu cung đều cho về quê hương. Ngày mai, quả nhân ở tại chùa Tướng Quốc, cử hành lễ siêu độ vong linh cho chúng sinh dưới âm phủ. A-di-đà-phật. Đường dài mênh mông, 108,000 dặm, đạp lên trông gai. Trên đường gặp biết bao gian nan khổ cực. Quay đầu nhìn lại, bao nhiêu chuyện xưa trùng trùng. Cuối cùng còn lại một tấm chân tình. Nhìn trời thấy nhẹ nhàng, mây trôi thanh thản. Show.